Ngôi nhà ma. Mai đi rồi, các bà chuẩn bị hết đồ chưa? Tất nhiên rồi. Xong hết rồi, giờ chỉ xách ba lô lên và đi thôi. Yeah! Đây, đi đường này để tới thung lũng. Nghe nói mấy ngôi nhà ở đây có ma đó. Trời, tôi mệt quá rồi. Giờ gặp ma chắc không còn sức để chạy. Ma đây, sợ không con? Giật cả mình. Này, đây có phải ngôi nhà ma nổi tiếng trên mạng không nhỉ? Lạnh quá. Thôi đi mau mấy bộ. Hey, vào thử xem. Đằng nào cũng tới rồi. Mình không tin trên đời này có ma. Tôi... Ông có phải con trai không vậy? Vào thì vào, sợ gì? Hả? Ma hả? Thôi đi bà, trời chưa tối, ma cũng chưa tới đâu. Nhanh vào bên trong xem thế nào. Gượm đã. Muốn vào tham quan phải trả tiền. Cẩn thận, đêm lạnh lắm đó. Can đảm lên. Chỉ cần chúng ta cố thủ được ở đây đêm nay, ngày mai sẽ có chiến tích khoe trên mạng. Ở làm sao được cái chỗ u ám, bẩn thỉu này chứ? Thôi, tớ không tham quan khám phá gì hết. Tụi mình đi ra đi. Chờ đến đêm xem thế nào đã. Không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Cái kia. Đâu, cái gì nào? Chỉ là cái màn gió nó bay thôi mà. Bà thiệt là... Ma đẩy Toàn à. Mau chạy thôi, còn gì nữa. Mình dẫm phải cái gì đó rợp rợp như là mì tôm. Chả nhẽ ma lại ăn mì tôm. Mình phải làm rõ việc này mới được. Thôi, vậy biết chắc ngôi nhà này có ma rồi. Chúng ta về thôi. Mình cá với các cậu là không phải. Các cậu cứ theo mình quay lại thì biết. Phải thật nhẹ nhàng, không được gây ra tiếng động đâu. Sao em lại đóng giả ma để lừa mọi người? Em chỉ là ba em bắt làm vậy để kiếm tiền. Ba em là người bảo vệ ở đây đúng không? Việc lừa gạt mọi người kiếm tiền trục lợi là rất xấu xa, em biết không? Anh chị và em sẽ tới gặp ba em để chấm dứt chuyện này, được không? Trước khi việc làm của hai cha con bị pháp luật phát hiện. Em đi tới đâu cũng bị xua đuổi, dù là đi học hay đi ra chợ. Người ta nói em xấu xí như ma quỷ. Vậy là sự xua đuổi của mọi người khiến em thực sự biến thành ma. Hãy về thành phố, bọn chị là sinh viên trường y. Thầy trưởng khoa của tụi chị là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật, nhất định sẽ giúp được em. Dừng lại, ai cho các người dẫn nó đi? Mấy đứa nhóc thành phố ăn trắng mặt trơn như các cậu biết cái gì? Không cho con đi học, cũng không được chữa bệnh, lại bắt cậu ấy giả ma lừa mọi người. Chú có xứng đáng làm cha của em ấy không? Trước khi làm việc đó, thì lấy cái gì đổ vào mồm hả nhóc? Sao chú không biết kiếm tiền chứ? Đúng rồi đó. Ba em bị bệnh nặng. Vậy cả hai cha con... Tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa. Chú ơi, xin hãy dẫn em ấy về thành phố cùng tụi cháu. Thầy trưởng khoa chúng cháu đã thành công trong hàng trăm ca mổ chống căn bệnh của em. Những cái bú đều được loại bỏ. Em ấy sẽ được đứng thẳng và ngẩng cao đầu như những người bình thường khác. Tôi... Như vậy, cha con tôi không còn phải sống lây lắc như thế này đúng không? Vua tai lừa. Thần thoại Hy Lạp kể lại, thuở xa xưa có một vương quốc giàu có, là nơi trị vì của vua Tantalus, con trai của thần Zeus và một thường dân ở núi Pluto. Tantalus mang thân phận một người phàm, nhưng số kiếp lại được ban hưởng mọi thứ của cải. Không ai trên thế gian có được cuộc sống giàu sang và hạnh phúc như ông. Chỉ có điều, vị vua này lại hết sức ngạo mạn, coi thường tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cha mình là thần Zeus tối cao.
Ngài đúng là nhất đấy, đường đường là quý tử của chúa thể các vị thần. Vừa được ban quyền thoải mái qua lại trên đỉnh núi Olympus, không những chẳng chịu sự cai quản của ai, mà được trị vì cả một vương quốc rộng lớn dưới trần. Mấy lời của các vị ta nghe cũng hả dạ đấy. Nào, mời các ngài một ly, không sai không về. Vì là con cưng của thần Dớt, nên Tantalus được các thần linh trên đỉnh Olympus vô cùng cả nể. Ông càng được thể kiêu căng hơn, đi đến đâu cũng cho rằng mình ngang hàng với thần Dớt. Ta cho phép các ngươi thoải mái đi. À, tạ bệ hạ, chúng thần đúng là hưởng hồng phúc lớn của người rồi ạ. À, thưa bệ hạ, rượu tiên đúng là ngon hảo hạng. Nếu các ngươi muốn thì không chỉ có một bình đó thôi, mà rượu tiên thì đã là gì chứ, còn nhiều chuyện thú vị hơn nhiều. Lại đây ta kể cho các ngươi nghe. Cuối năm nay, toàn bộ đế chế phía tây vương quốc ta sẽ sụp đổ. À, trời ơi, ở chuyện ấy người cũng biết được sao ạ? Mệnh sao bằng số mệnh, số mệnh nằm trong tay các thần linh. Thằng bé này không chỉ trộm rượu tiên về, mà còn nghe lỏm rồi tiết lộ khắp nơi cả những điều bí mật liên quan đến số mệnh của cả trần thế. Đã vậy, nó chẳng lo cai quản vương quốc trị vì, thường xuyên tiệc rượu. Nếu tính nết nó cứ như thế này, e là chính ta cũng không bảo vệ nổi nó nữa rồi. Tantalus ạ, ta biết việc mẹ con sớm qua đời, còn thân là con trai ta, nhưng lại phải mang kiếp phàm, không được làm tiên bất tử. Chịu nhiều thiệt thòi, nhưng những việc con làm gần đây thật không chấp nhận được. Con không cần cha thương hại con, số phận của con còn tuyệt vời hơn số phận của các vị thần. Vả lại, con chẳng làm gì sai trái hết. Con dám nói với ta như vậy sao? Đúng vậy. Không lẽ cha thiết chút rượu và chút thông tin cỏn con đến thế sao? Thôi, con xin phép về. Con cũng có cả vương quốc trị vì mà. Thần Dớt không hài lòng chút nào, nhưng vì thương đứa con trai dưới phàm, ngài vẫn chịu nhịn mà bỏ qua. Nhưng sự ngang tàn của Tantalus không dừng lại. Chuyện là trên hòn đảo Crete, nơi thần Dớt sinh ra, có một chú chó đúc bằng vàng từng làm nhiệm vụ trong giữ đảo khi thần còn bé. Về sau, khi trở thành chúa tể muôn loài, ngài vẫn để chú chó canh giữ đền thờ mình tại đảo này. Vị vua thành Efes kế bên vương quốc của vua Tantalus vì quá mê con chó nên đã bí mật liều lĩnh đến đảo Crete trộm nó đem về. Nếu bây giờ mình đem về thành, e là sợ lộ. Có lẽ trước tiên hãy đem giấu con chó tại một nơi khác đã. Ừ, xem nào. Phải rồi. Hỡi vua Tantalus đáng kính, chỉ có ngài là giúp được ta thôi. Hãy cho ta giấu nó ở đây ít lâu. Ta thực sự rất mê chú chó vàng này. Ngài việc gì phải sợ đến thế? Thần Dớt thì đã sao? Ta đây sẽ cất giúp ngài. Vì biết ngài nhất định có thể giúp, nên tôi mới mạo muội đến làm phiền thế này. Đúng là thế gian này không có gì mà ngài Tantalus không dám làm. Nhưng chú chó cai quản tượng thần Dớt tuyệt không chỉ là chú chó vàng rồng thông thường. Chú chó mang linh hồn của một vị thần, và chuyện Tantalus giấu nó nhanh chóng kinh động đến thần Dớt. Tantalus, đứa con trai này thật ngông cuồng. Đúng là đứa con dại khờ. Nó nghĩ mình là ai chứ? Thôi được, thân làm cha, ta nhúng nó một nước. Ít ra chuyện này chưa ai biết. Chỉ cần lấy được con chó trở lại đảo. Người đâu? Thưa vua Tantalus, các thần linh trên núi Olympus là những người thấu suốt mọi việc. Tất nhiên các linh vật đại diện cho họ cũng được coi như một vị thần vậy. Ngài hiểu ý tôi rồi chứ? Ý người bảo ta là kẻ trộm đồ hả? Đó là tùy ý ngài hiểu. Ngài hãy giao lại chú chó vàng cho tôi, chớ để thần Dớt nổi giận. Đừng có hoài công đem thần Dớt ra dọa dẫm ta. Ta chẳng nhìn thấy con chó vàng nào hết. Nếu ta phải giao lại con chó vàng, thì người cha không nương tay bóc mẻ ta cũng phải nếm chút mùi gì đó chứ. Vậy để ta đây thề độc, nếu ta mà giấu linh vật gì đó như ngài nói, thì cha ta là thần Dớt, thần của sấm sét đi nữa thì cũng bị chính sét đánh.
lời thề độc này của Tantalus coi như một sự xúc phạm nặng nề đến thần giới. Nhưng vì tình cha con, một lần nữa chúa tể của muôn loài đã tha thứ cho Tantalus. Lẽ nào đứa con trai này của ta đã không thể dạy dỗ được nữa ư? Xin người bớt giận. Thực ra sau khi thề độc như vậy, Tantalus có vẻ rất hối hận. Ngài ấy đã tự mình giao ra chó vàng và còn nói trong tiệc tụ họp các vị thần sắp tới đây tại đỉnh Olympus sẽ tạ tội cùng người. Nó có nói như vậy sao? Để ta thử các vị thần trên đỉnh Olympus, các người có thật là thấu suốt mọi việc hay không? Ngài Tantalus hôm nay thật là chu đáo quá. 12 vị thần trên đỉnh Olympus được ăn món ăn đích thân ngài chuẩn bị từ hạ giới thì còn gì xúc động hơn. Những món ăn này đều làm từ loại thịt đã phân hủy, thối rữa. Nhà ngươi dám sử dụng tất cả các vị thần tối cao tại Olympus à? Té ra các ngươi thực sự là có con mắt thông suốt đó sao? Các ngươi sẽ làm gì ta khi cha ta là chúa tể các thần, còn phải để sợ ta kia chứ? Định bụng thết đãi các ngươi một bữa mà xem ra không xong rồi. Láo xược, không ai có thể dùng thứ cho nhà ngươi thêm nữa đâu. Hành vi phỉ báng các vị thần của Tantalus đã làm cho thần giớt không nén nổi lòng kiên nhẫn nữa. Hơn nữa, nó vượt quá sự che chấp của tình thân. Chính vị thần tối cao lần này cũng không thể dung thứ cho Tantalus ngạo mạn nữa. Tantalus bị phóng sét thẳng xuống địa ngục, bị cầm giam đầm mình trong một hố nước và chịu một cực hình khủng khiếp hơn cả cái chết. Suốt đời, ông phải chịu đói khát. Dù ở bên cạnh là nước trong, trái chín, ông chỉ được nhìn thấy chúng mà chẳng bao giờ được hái chúng. Tantalus không chỉ bị cơn đói khát hành hạ, mà ông còn bị một nỗi kinh hoàng làm thót tim mọi lúc. Đó là tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh trên đầu ông, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè bẹp ông. Đó chính là bài học khủng khiếp nhất cho những kẻ ngạo mạn, ngang tàn như Tantalus. Anh và em. Tình yêu đơn thuần. Thì ra bọn mình đã yêu nhau được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Chia tay hay tiếp tục, chiều nay mình gặp nhau ở nơi bắt đầu rồi quyết định. Xem ra cũng đến lúc anh ấy mệt mỏi rồi. Đã bao lâu rồi anh ấy không cùng mình đến công viên này, không nói những lời yêu thương, không lãng mạn và quan tâm. Chết thật, điện thoại mình lại hết pin rồi. Đành đến chỗ ghế đá ấy đợi cô ấy vậy. Sao anh suốt ngày lôi chuyện xấu của em ra nói thế? Anh không khen em được một câu à? Em xem em có muôn vàng tật xấu như thế mà anh vẫn yêu em lâu vậy. Lẽ ra em phải tự hào về chuyện đó chứ. Anh có thôi đi không? Giá mà có thể quay lại cái thời yêu đương vô tư ấy, không có áp lực công việc, áp lực cuộc sống như bây giờ. Lại không bắt máy, lúc nào cũng công việc, công việc. Không biết anh ấy có nhớ hôm nay hẹn mình ra đây không nữa. Ba năm trước, đi gần hết công viên mà không tìm được cái ghế trống nào. Ôi, cái chân của tôi. May quá, kia có một cái ghế trống. Anh gì ơi, anh có thể tìm ghế khác ngồi được không? Tôi muốn được yên tĩnh, mà tôi đã ngồi đây trước rồi. Anh nên... Tôi mới là người ngồi đây trước. Cô có thể yên lặng ngồi đây hoặc tìm chỗ khác nếu cô muốn. Ở đâu ra cái con người thô lỗ thế này? Được lắm, anh chiếm mất sự riêng tư của tôi thì tôi cũng không để anh yên đâu. Xin lỗi, tại chỗ này chật chội quá. Thật ra đây vốn là chỗ của tôi và bạn gái hay ngồi. Nếu cô không thích thì có thể đi chỗ khác. Anh được lắm, tôi cứ ngồi lì ở đây đấy. Anh làm được gì tôi nào? Tôi đã nói rõ đây là chỗ của tôi và bạn gái ngồi. Nếu cô nhất quyết muốn ngồi, tôi đành phải chấp nhận người bạn gái như cô vậy. Anh nói cái gì vậy?
Bây giờ anh chỉ toàn im lặng và chúng ta ngày càng xa cách. Anh đã cố gắng làm mọi thứ cho em, cho tương lai của chúng ta, nhưng em lại không nhìn ra, cũng không hiểu. Công viên gió mát thế này mà ông không nói sớm. Cái gì? Bà đói rồi hả? Cái ông này, tôi bảo nói chứ có phải đói đâu. Vừa ăn cơm xong mà. Bà muốn ăn cháo gà hả? Ôi, ông này điếc rồi. Thế có chán không? À, bà muốn ăn trầu không hả? Tôi lúc nào cũng mang theo cho bà đây. Thôi thì tôi ăn trầu, không nói chuyện với ông nữa. Bà biết không, ngày nào tôi cũng ra đây thể dục, thấy mấy đôi trẻ, chúng nó yêu nhau khác mình ngày xưa lắm bà ơi. Ông thấy gì kể tôi nghe xem nào. Chúng nó yêu nhau nhanh lắm, mà cũng dễ bỏ nhau lắm. Có hai cô cậu mới hôm qua còn cười nói thân mật, mới hôm sau đã thấy cãi nhau gì to lắm. Cái thời mình yêu nhau cách núi cách sông, cả đời chỉ đủ yêu một người. Giờ cái gì cũng dễ dàng, nhanh chóng, ấy vậy mà ít lâu bền lắm. Bà nói cái gì thì nói lớn xem nào. Tôi đã nặng tai, bà cứ hay làu bào một mình. Không biết bà đang nói gì, tôi bực lắm. Tôi bảo ông thì điếc, tôi thì mù lòa. Vậy mà ở được với nhau cả mấy chục năm rồi. Nửa đời người rồi đây bà. Trong suốt thời gian đó, cái gì sai hỏng, mình đều cùng nhau sửa chữa. Còn bây giờ, hư hỏng rồi, người ta chỉ muốn đổi cái mới thôi. Cụ bà thì không nhìn thấy những hành động quan tâm của ông, còn cụ ông thì không nghe được những lời yêu thương của bà. Có khác gì mình và anh ấy đâu. Có nhiều trở ngại như vậy mà hai cụ vẫn thấu hiểu và yêu thương nhau lâu như vậy. Mình với Ngọc chỉ có việc nói cho nhau hiểu cũng không làm được. Ờ, anh Mạnh, anh ấy đứng đó từ bao giờ? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em cũng sai rồi. Em có biết khoảng cách xa nhất là gì không? Em không rõ. Khoảng cách xa nhất có lẽ là từ suy nghĩ của người này đến suy nghĩ của người kia. Nó chính là anh yêu em rất nhiều, nhưng lại không khiến em cảm nhận được. Anh xin lỗi, nhưng hãy nắm tay anh. Mình cùng nhau sửa lại những sai hỏng em nhé. Khoảng cách xa lắm thì cũng chỉ cần một cái nắm tay đã có thể xóa bỏ. Tình yêu thật ra đơn giản một chút thì sẽ bền lâu như hai cụ ấy anh nhỉ. Con búp bê rơi trên giao lộ. Mẹ, mẹ ơi, búp bê của con. Mẹ ơi, búp bê của con, búp bê của con. Chú cứu búp bê giúp cháu với. Chị thấy không, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác. Khi tham gia giao thông, chị đừng bao giờ làm rơi búp bê của cháu nhé. Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ chăm sóc tốt em búp bê. Trên đường lớn, chị hãy chăm sóc con chị thật cẩn thận. Vâng, cảm ơn anh. Thôi, chào chị. Sau này lớn, cháu sẽ là cảnh sát giao thông.
Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!